Ui, các bạn ơi, wow, cái gì đây nhỉ? Wow, các bạn ơi, mình nhặt được một chiếc rìu các bạn ơi. À, chiếc rìu này đi chặt củi đấy các bạn ạ. Đấy, wow, chiếc rìu này đi chặt củi, chặt rau luôn. Choang, 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 choang. Wow, pầm, 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 chiu, chiu, hi xa. Cùng mình nha, đi chơi, đi chặt củi đi các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, wow, mình nhặt được một em gì này. Wow, hôm nay mình đi chơi chặt củi, mình lại nhặt được cái gì này các bạn ơi. Wow, ui da các bạn ơi, em xe này quá là to luôn này các bạn ơi. Wow, một em xe cần cẩu đang chở một em xe cẩu. Ai, wow, một em xe cẩu bé này, một em xe cẩu to này. Wow các bạn ơi, cùng mình cho vào trong rổ nhá. Ây da, đầy hết một cái rổ của mình rồi. Đi về đi các bạn ơi. Ui, cái gì đây này các bạn ơi? Wow, nhiều thế nhở. Ui, wow, một em gì đây? À, em này, em máy ngoạm gỗ này các bạn này. À, cho vào trong này luôn. Hi, nhiều quá. Ui, cái gì đây? Hi, wow, ui, em siêu nhân này các bạn ơi. Ai chà, một em siêu nhân rất là bẩn này, dính nhiều bùn quá này. Cho vào đây nhá, nằm bên xe nhá. Wow, ui, một em máy xúc lật kiêm cả đồ ben luôn các bạn ạ. Ui, nhặt hết về mình đem đi rửa nhá các bạn ơi. Wow, một em xe ben nữa này, đùng chắc. Wow, ai Osima các bạn ơi. Wow, một em máy xúc này, y chà, y chà, y chà. Wow, em này quay rất tít luôn các bạn ơi. Cho vào đây nhá. Quá nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Một em xe gì đây, lạ thế nhỉ các bạn. À, đây là một em xe lu này các bạn ơi. Wow. À, một em xe buýt nha. Cho vào đây. Wow, em này là xe trộn bê tông này các bạn này. Một em chắc mixer này. Cho vào đây. Wow, em này không biết em gì luôn các bạn ạ. Hai em nha. Cùng mình cho hết vào trong này. Các bạn ơi, cùng mình đem về đi rửa nha. Let's go các bạn ơi. Cùng mình đi rửa đồ chơi nào. Ai già, không biết em này em gì đây. Cùng mình rửa nhá. Wow, chiu chiu chiu, toáng. Ây già các bạn ơi, đây là một em xe buýt tay ô này. Rồi, em này số 02 các bạn nhá. Một chiếc xe buýt. Ok. Chiu, bề dưới nước luôn các bạn ơi. Ôi chà, wow, u chà. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, một em xe gì đây? Wow, chiu chiu chiu, toáng. This is train. Hello, I am train. Một chiếc tàu hỏa Thomas các bạn ơi. Đấy, một chiếc tàu hỏa Thomas nha. Ok, chiu. Wow, một em xe gì đây? La 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 la. Wow, police car các bạn ơi. Một em Bugatti cảnh sát. Một em xe cảnh sát Bugatti nhá. À, một em siêu xe cảnh sát luôn. Ok, chiu. Ho ho. Nào, wow, chúng mình rửa em cần cẩu to nào. Ui da các bạn ơi, ai chà, em cần cẩu này to quá các bạn ơi. Ui, em này quá to luôn. À, cùng mình rửa em này nhá. Wow. Wow. Chiu. Wow, các bạn ơi. Đây là một chiếc cần cẩu siêu bự khổng lồ. Đấy, một chiếc xe cẩu ngày và đêm, day and night. Đấy, đây là chiếc cẩu của em ấy này. À, đây là cái để chân nhá. Đấy. Chiu. Cái cẩu nó có thể kéo được này. Rồi, đổ ben này. Chiu. Wow, một em cần cẩu day and night survive. Ok, mình cho ra đây nhá. Ai, cho em này lên đây. Ai, ok. Tiếp tục nào các bạn ơi. Ai xa. Wow. Ai xa. Wow các bạn ơi, đây cũng là một chiếc xe cẩu bự này. Em này là xe cẩu cứu hỏa nhé các bạn nhé. Có ống cứu hỏa này, có bậc thang để cho chú lính cứu hỏa treo lên đây ngồi, xong treo lên cầu thang, đi lên trên này đứng để cứu hỏa này, nâng này, bạch 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 bạch. Đấy. Wow, một chiếc xe cẩu cứu hỏa nhé các bạn nhé.
được nào các bạn ơi. Wow. Đấy xà các bạn ơi. Đây là một chiếc xe lu rất lơ. Đấy, đây là một em xe lu các bạn nhé. Ok. Rồi. Em này bơi luôn này các bạn này. Đấy, em này đạt giải bơi lội toàn quốc luôn các bạn ạ. Chiu. Wow, GT Mr. Chuck. Một em xe trộn bê tông các bạn nhé. Ok. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn em gì không? Ui, em này quá hầm hố luôn. Chiu. Wow, một em bulldozer farmer. À, farmer car. Một em máy xúc lật phục vụ nông trường các bạn nhé. Đổ ben này. Đấy. Wow. Máy xúc lật nhá. Ok. Rồi các bạn ơi, tiếp tục nào, cùng mình rửa xe nhá. Rất nhiều xe đồ chơi luôn. Chiu. Hello GT Cavetto ngoạm. Một em máy cẩu, một xe cẩu ngoạm gỗ các bạn nhé. Cái này ngoạm gỗ này. Đấy, cần rất là dài luôn. Đấy. Wow. Rồi, mình cho ra đây nhá. Ai xà các bạn ơi, một em máy xúc nữa này. Chiu 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 toảng. Các bạn ơi, em này là em Cavetto. Một em máy xúc cần dài các bạn nhé. Đấy, cái khoang lái này các bạn này. À, đây là cái múc nước nhá, mình múc nước xem nào. Quen. Wow, một em máy xúc. Ok. Quá nhiều luôn các bạn ạ. Ai ra một em robot này. Wow, em robot gì đây? Em này bẩn quá. À các bạn ơi, em này mình đoán không nhầm, em này là Iron Man. Phải không các bạn? Phải em này là Iron Man không? Mình nhìn giống lắm. Hình như là em Iron Man ấy. Wow, ui, tay em giơ được đấm luôn. Rồi. Đằng sau này có cả lắp pin này các bạn này. Để mở nhạc này. Rồi, xà một em siêu nhân. Ui xà, ok. Chiu chiu chiu, toảng. Ui xồi, bơi lội luôn các bạn ơi. Tiếp tục nào. Rồi, xà. Ui xà, chiu chiu chiu, toảng. Rồi, các bạn ơi, đây là một chiếc xe ben đum chắc. Rồi, đổ ben này. Hạ ben được không? À, hạ ben được các bạn ạ. Ái. Wow, một em đun chắc nha các bạn nha. Ok. Wow, các bạn ơi, hôm nay mình rửa được hơi bị nhiều đồ chơi luôn đây này các bạn này. Bye bye các bạn nha.